Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh vừa ban hành chỉ đạo về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Theo đó, thời gian gần đây, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với tên gọi đầy đủ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, do An Sang Hồng sáng lập năm 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Ginja, Đức Chúa Trời Mẹ, điều hành tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ từ các tỉnh, thành phố khác đến và chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển tà đạo với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện tại Quảng Nam, không cho hình thành các tụ điểm hoạt động, không chấp thuận đăng ký dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xúc phạm chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng từng phát đi văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số công tác đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Bộ Nội vụ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Các cơ quan, đơn vị giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Trước đó, tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường Dương Nội đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo. Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng thủ đô. Thâm nhập tà đạo này để trở thành thánh đồ qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ nhằm thu thập những chứng cứ, tài liệu. Qua đó một lần nữa nỗ lực thức tỉnh những thánh đồ đã chót lầm đường lạc lối, quyết tâm cùng với cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xóa sổ tà đạo mượn danh Hội Thánh Đức Chúa Trời này ra khỏi đời sống xã hội. Trong vai một phụ nữ có công việc tự do, yêu thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, phóng viên đã làm quen được với Phương Thanh, cô gái 9X xinh xắn đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là kinh thánh, dần chiêu dụ họ thành thánh đồ của Hội Thánh, tổ chức tà đạo từng khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, con cái trở mặt với bố mẹ, vợ chồng ly tán. Sau này, được biết và nhận chân kinh thánh của họ là thứ được các nhóm tà đạo lấy ra các đoạn trích đủ loại ở đâu đó rồi cắt ghép trở thành giáo trình truyền bá, lôi kéo người khác tham gia để phấn đấu đạt được phẩm cấp gọi là thánh đồ. Buổi nói chuyện của phóng viên với nhân vật tên là Phương Thanh kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Cô gái say sưa nói về thế giới tâm linh, khoa học, đặc biệt là cuốn bí kíp vạn năng trong đời sống được gọi là kinh thánh. Qua buổi gieo duyên khai tâm ấy, dường như cô gái truyền đạo thấy phóng viên đã có đức tin, đã muốn được tận thấy cuốn sách vàng kinh thánh. Phương Thanh chấp nhận để phóng viên gặp chị Liên, người được úp mở giới thiệu có chức vụ trong Hội Thánh. Trước khi người phụ nữ này tới điểm hẹn, ngoài Thanh, phóng viên còn có cơ hội gặp được một người khác trong Hội Thánh tên là Thơm. Trước khi trở thành thánh đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời, phải trải qua 10 buổi học kinh thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của tổ chức này. Trong đó có những người giữ chức vụ trong Hội Thánh. Những ngày đầu tham gia, tín đồ sẽ được ưu ái và có 3 người phụ nữ thay phiên nhau truyền dạy kinh thánh. Thời gian học 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng là do tín đồ mới tham gia định đoạt và người truyền dạy kinh thánh sẽ đáp ứng.
những người truyền dạy kinh thánh đều là những người có vai vế trong hội thánh và đặc biệt có khả năng truyền đạt, nắm vững tâm lý học viên và thấm nhuần từng câu, từng từ trong kinh thánh. Những người như thế mới đủ trình để giảng dạy cho tín đồ mới. Người truyền dạy kinh thánh ngồi giảng giải khoảng 1 tiếng đồng hồ với những kiến thức xoay quanh việc không nên ăn đồ thờ cúng trước khi vào làm lễ bát têm để ghi tên mình vào sách sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Người truyền dạy kinh thánh sẽ thường xuyên liên lạc để nắm bắt tâm tư tình cảm hoặc tìm kiếm nhân sự lôi kéo được vào hội thánh. Họ có chức sắc trong hội thánh, nhưng trong quá trình giảng dạy cũng như trò chuyện, họ không bao giờ để lộ thân thế. Thánh đồ biết tới họ cũng chỉ là đoán già, đoán non. Zoom vừa được kết nối, một người phụ nữ sẽ xuất hiện trước. Sau đó, lần lượt từ 4 tới 5 người khác cũng vào Zoom. Họ chỉ chào hỏi rồi tắt micro, thậm chí có người lặng lẽ vào. Trong suốt buổi giảng, không ai trong số họ nói câu nào, chỉ là những lời nhắn tán dương, tuyệt vời. Mỗi khi trả lời đúng câu hỏi hoặc ngợi khen quyền năng siêu việt nào đó của Đức Chúa Trời. Mỗi buổi nghe đều có các chị em vào ngồi cùng, nghe cùng vì luôn có thế lực ma quỷ, Satan tranh chiến cùng con cái Đức Chúa Trời, dụ dỗ lôi kéo để không muốn chúng ta biết được lẽ thật của Ngài. Để nói chuyện được với Đức Chúa Trời, để xin Ngài hãy gìn giữ linh hồn này, cho linh hồn này được nghe hết lời của Ngài, chỉ thông qua nghi thức cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Trong những lời giảng của tất cả các buổi học, các bậc giảng sư này luôn chỉ ra ma quỷ và Satan chính là kẻ ở dưới trái đất này xóa bỏ điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là cắt mọi con đường để linh hồn chúng ta nhận được sự sống lại. Gọi điện đến đường dây nóng của báo điện tử VTC News, giọng cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, tự xưng là Thúy Hát, nghẹn ngào. Trong tiếng nấc chữ được chữ mất, cô kể lại về hành trình gian nan đấu tranh thoát khỏi tà đạo ghê tởm này và tìm về con người mình trước đây. Nhớ lại những ngày đầu gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, Thúy Hát cho biết rất khó để từ chối những người truyền đạo, kể cả lúc bản thân mình biết họ đang dụ nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được. Thật sự rất khó để có thể từ chối những lời thuyết phục, mời mọc từ người truyền đạo, bởi họ rất kiên trì và giỏi nắm bắt tâm lý, nhất là với đối tượng sinh viên, nội trợ thì càng dễ bị lôi kéo hơn. Bản thân mình lúc đó còn là sinh viên liên thông, được các bạn trong trường truyền đạo. Ban đầu cũng do tò mò, ham vui nên cũng định đi cho biết, nhưng rồi sau đó theo hội hẳn luôn lúc nào không hay. Cô gái trẻ nhớ lại, khi đang được các bạn truyền đạo, mình biết rõ ràng những lời đấy là để dụ mình, thế nhưng không hiểu sao vẫn không thoát ra được. Vào hội, người ta nói với mình rằng cha mẹ hiện tại của mình chỉ là cha mẹ phần thể xác. Cha mẹ thật sự là cha mẹ phần linh hồn. Mình cầu nguyện, cầu siêu thì sẽ được cha mẹ phần linh hồn cứu rỗi khỏi các biến cố của cuộc sống. Khi chết sẽ sống hạnh phúc trên thiên đường, sẽ giúp mình hóa giải được những u mê, phiền muộn. Cũng theo lời Thúy Hát, kể từ đó những đứa con của Chúa Trời phải làm lễ, đọc lễ ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Nữ thì sẽ đeo khăn trắng trên đầu, tay cầm cuốn kinh thánh. Ông bà tổ tiên thì không được thờ cúng, nhưng đến cả bố mẹ cũng không cần tôn trọng, bởi vì như hội đã truyền dạy rằng cha mẹ hiện tại mà nói gì là ma quỷ nói. Cha mẹ của chúng ta thật sự là cha mẹ phần linh hồn đang theo dõi và sẽ cứu rỗi cho chúng ta khi lên thiên đường. Đấy mới là những người yêu thương mình thật sự. Nói đến đây, cô không giữ được bình tĩnh. Cụ thể, mỗi thành viên tham gia hội phải đóng 10% số tiền mà bản thân kiếm được trong tuần. Chưa kể mỗi lần làm lễ đều phải đóng phí. Bi kịch hơn, ngoài những khoản phí đóng vào hội mỗi khi làm lễ hay đóng theo tuần, thì rất nhiều hội viên sẵn sàng chi ra một số tiền khổng lồ với mục đích càng đóng tiền vào hội càng nhiều thì cha mẹ linh hồn sẽ càng giàu có. Sau này khi lên thiên đường sẽ được cha mẹ chăm sóc, cuộc sống khá giả. Khi được hỏi về hành trình thoát ra khỏi tà đạo này, Thúy Hát cười nhẹ và nói rằng nhận thấy mình là một người khá may mắn. Vì dù đã từng u mê, nhưng kịp quay đầu khi chưa mất đi gia đình quý giá của mình là hạnh phúc lắm rồi. Cô kể trong 4 năm gia nhập hội này, cô gái trẻ không còn quan tâm gì đến người thân, bạn bè. Tâm trí chỉ luôn hướng về hội, luôn viễn tưởng về một cuộc sống hạnh phúc sau khi chết, để rồi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, không biết trời xui đất khiến thế nào, một ngày lý trí mình bỗng trỗi dậy. Đó là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy trà khóc. Tự nhiên trong mình có gì đó vỡ ra, mình thấy đau nhói. Lúc đó tự nhủ, trời ơi, mình đang làm gì thế này? Sao mình lại làm khổ cha mẹ đến nhường ấy? Suốt cuộc trò chuyện, cô không ngừng thắc mắc, không hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại trở thành con người như vậy. Nếu không may mắn thoát ra khỏi đó, thì mình sẽ ra sao? Liên tiếp là không hiểu và không hiểu. Có vô vàn những điều vô lý, dù nhận thấy không đúng,
nhưng chính cô cũng như những hội viên khác vẫn răm rắp làm theo. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô gái chia sẻ bằng giọng khẩn cầu. Mình rất mong quý báo, bằng mọi cách hãy lên tiếng để những người hiền lành, vô tội không phải vướng vào thứ tà đạo này nữa, đồng thời mong sao cho những người từng lầm đường như mình có thể tìm về con người thật của chính mình. Sự bế tắc, những giọt nước mắt của những người đàn ông chờ vợ con trở về. Sự mòn mỏi tìm kiếm của các bậc cha mẹ đang bị con mình xem là ma quỷ. Những gia đình từ hạnh phúc thành tan hoang. Sự nghiệp bỏ bê đến mức đổ vỡ là có thật. Đã có, đang có và sẽ tiếp tục diễn ra nếu Hội Thánh Đức Chúa Trời vẫn còn hoạt động. Và khi tỷ lệ giữa số người may mắn thoát ra khỏi Hội Thánh và số lượng hội viên đang tham gia tà đạo ấy chênh lệch quá lớn, thì số phận những con người đang trùm khăn trắng, uống nước màu đỏ và ngủ mê sau tấm màn Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng quá đỗi trông chênh.